Xin chào bạn, mai mình sẽ giới thiệu bạn về cái âm ly khuếch đại 2.1 mình tự ráp. Sử dụng khuếch đại TDA 7294. Thì chọn bộ âm ly là mình ráp hết khoảng 2 triệu. Mình gắn thêm cái module nháy 55.000. Rồi cái module đọc thẻ nhớ USB cũng 55.000. Ra mình còn gắn thêm cái mạch chỉnh bass mid check 35.000. Rồi mô đun khuếch đại chính của nó, mạch khuếch đại nó. Thì ở đây nó có chỉnh tần số bass, chỉnh âm lượng bass, âm lượng left right, chỉnh bass left right, chỉnh shape left right, volume tổng. Đây cấu tạo bên trong của nó. Cái mạch nguồn này mình sử dụng cho mô đun MP3 là pha tản nhiệt, làm cái mạch nguồn riêng này. Audio in cái jack ra loa. Giờ mình sử dụng biến áp nguồn đôi 25V 8A. Nhôm thải nhiệt của TGA 794 mạch khuếch đại nó 16 watt tụ. Bạn thấy mặt này thiết kế rất là đẹp. Mạch này mua tại Nhật giá hơn 800k. Đây là phía sau của cái âm ly. Cái vỏ hộp này mình mua thiết kế hết khoảng 500k. Cái vỏ âm ly này.